Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Corp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sáo tam phân chữa được bệnh gì. Sáo tam phân là thảo dược được tìm thấy ở Hòn Hèo, huyện Ninh Vân, tỉnh Khánh Hòa vào khoảng năm 2002 và ngay sau đó được vận dụng hiệu quả trong điều trị bệnh. Sáo tam phân là cây mộc hoang, dạng gỗ nhỏ, thân dây leo, dài trên 5 mét, đường kính khoảng từ 8 đến 12 cm, vỏ màu nâu vàng, thân, cành có nhiều gai, lá dày, nhọn hai đầu, rễ mọc ngang, ngoằn ngoèo và cũng chính là bộ phận được dùng để làm thuốc. Như vậy, sáo tam phân chữa được bệnh gì? Với thành phần hóa học đa dạng như carotenoid, terpenoid, flavonoid, alkaloid, tannin, enzyme, vân vân, sáo tam phân tham gia chữa trị nhiều chứng bệnh như gan đại tràng, xương khớp, thậm chí các loại ung thư như ung gan, u đại tràng, u tuyến giáp. Sáo tam phân chữa bệnh thông qua các cơ chế loại bỏ chất thải, độc tố ra khỏi cơ thể, thanh nhiệt, mát gan, giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giảm viêm, giảm đau, ngăn chặn và ức chế các tế bào ung thư, tăng khả năng phục hồi các tế bào bị phá hủy cho bệnh nhân ung thư, hạn chế nguy cơ di căn ở các cơ quan khác nhau và ngăn ngừa sự phát triển và lây lan của tế bào gây bệnh. Ngoài ra, dân gian còn phổ biến dùng rễ sáo tam phân ngâm rượu để hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa, mất ngủ thường niên, đau nhức cơ xương, bổ thận, tráng dương. Lưu ý người dùng cách nhận biết và sử dụng sáo tam phân. Rễ sáo tam phân Khánh Hòa mọc ở vùng núi Hòn Hèo là có dược chất tốt nhất, rễ thường dài, cong queo, ốm vì mọc chen trong sỏi đá. Bên ngoài rễ có màu vàng nhạt, nếu thử ngửi sẽ nghe mùi thơm nhẹ giống sâm, khi đốt có mùi thoang thoảng giống mùi sữa. Vì cả thân và rễ sáo tam phân đều chứa nhiều tinh dầu nên rất thơm, còn khi nếm thử sẽ nghe vị đắng, the, cay ở đầu lưỡi. Đó là cách nhận biết sáo tam phân cơ bản nhất. Người dùng có thể áp dụng khi tiếp cận sản phẩm này tại các cơ sở thảo dược. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, sau khi mua sáo tam phân, người dùng nên lau sạch phần đất bụi bám bên ngoài, sau đó thái lát mỏng càng tốt, rồi nấu nước uống theo liều lượng trị liệu nhất định. Đối với trường hợp ngâm rượu thì nhất định phải chọn loại rễ sáo tam phân trên 5 năm tuổi mới cho kết quả sử dụng cao. Do là dược liệu thiên nhiên nên người dùng cần lưu ý uống cách tất cả các loại thuốc tây, thực phẩm chức năng, thuốc bổ 60 phút để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Corp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188 hoặc 0906 939 166.